Chào tất cả anh em đến với kênh Benjamin. Thì trong video lần trước, mình cùng anh em cũng đã có một số tin tức có khả năng cao Spina Game sẽ là nhà phát hành của Liên minh Huyền thoại Tốc chiến. Và trong video hôm nay, mình lại có một số hình ảnh và video đến từ cái bản beta test kín của Trung Quốc. Thì như mình đã xem qua, thì cái video này nó có khá nhiều sự khác biệt từ phiên bản PC sang mobile. Ở bản mobile thì có đã có một số sự khác biệt. Chính vì vậy, trong video hôm nay thì mình muốn đem cái những cái hình ảnh đấy lên đây. Mình của anh em sẽ phân tích xem nó có những sự khác biệt nè. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Ok anh em, thì đây chính là cái video mà mình đã lấy được bên bản beta test kín Trung Quốc từ một người chơi bên phía Trung Quốc nha anh em. Thì đầu tiên mình của anh em sẽ xem sơ qua cái video này, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích sau nha. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số cái chi tiết nhỏ trong video này nha. Thì đầu tiên đây chính là cái hình ảnh của Master Yi đang đi rừng nha anh em. Thì ở đây thì mình thấy có một số cái chi tiết khá là khác biệt ở trong phiên bản mobile lần này. Thì ở dưới cái gần cái chỗ mà biến về đó thì anh em có thể thấy một số cái hiệu ứng của đồ hay là một cái hiệu ứng của skill thì mình cũng biết. Nhưng ở đây thì có một số cái rất là quen thuộc như là mắt nè, gương vô danh nè. Nhưng mà có những thứ thì anh em có thể thấy nó hơi khác biệt, hơi lạ. Thì đây có thể là hiệu ứng của đồ trang bị ở trong phiên bản tốc chiến mobile nha anh em. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Đây, nếu anh em nào chú ý thì dưới chân của Di đang là có một con mắt cắm. Thì ở đây thì bên địch cắm hay bên mình cắm thì mình chưa xác nhận được. Nhưng mà đây chính là con mắt nha anh em. Đây cũng giống như cái bãi sói bên phiên bản PC. Thì sau khi anh em đã ăn xong thì nó sẽ có tiền cũng như là nhận được cái kinh nghiệm từ cái bãi sói này. Nếu anh em nào chú ý thì ở trên cái khung cấp của Vayne nó có khác biệt so với một số cái tướng khác như là Chitterfay hay là Master Yi. Thì ở đây cái khung cấp của Vayne nó có một cái biểu tượng, đó là biểu tượng hình vương miệng ở trên đây, màu bạc đây. Ở bên này thì cũng có một tướng có đây. Thì đây chính là cái biểu tượng của Giáp Thiên Thần nha anh em. Khi mình chết thì cái biểu tượng nó cũng sẽ mất đi. Và khi có Giáp Thiên Thần thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này. Và đây chính là cái hình ảnh Baron xuất hiện. Thì khi Baron xuất hiện thì bên bản mobile nó cũng sẽ thông báo như bên bản PC nha anh em. Đây thì nó thông báo Baron là xuất hiện này. Có thể thì ở đây các tướng đã ăn Baron một lần thì bây giờ Baron nó hồi sinh lại. Hiện tại thì ở đây tướng đang ở cấp 15, level tối đa trong phiên bản tốc chiến mobile nha anh em. Vừa rồi thì Master Yi đã bị chết, cho nên ở đây nó sẽ hiện lên hai cái hình của đồng minh ở phía dưới này. Kèm theo đó ở trên này chính là nếu anh em kích vào nó sẽ hiện ra nguyên nhân của cái chết. Và hiện tại thì chúng ta đang ở đội xanh nha anh em. Ở đây có một điều đặc biệt nữa mà nếu anh em nào để ý, đó chính là cái trụ nhà lính này, cái trụ chính của nhà lính. Thì cái trụ chính này ở trong phiên bản mobile nó có lượng máu khoảng 4k máu và nó có thể đánh ngược lại các tướng đối phương nha anh em. Đây anh em chú ý, đây Miss Fortune bị bắn đây. Đó, đây Miss Fortune bị bắn rất là nhiệt tình. Trước khi mà Miss Fortune bị bắn chết thì cái gương miệng ở trên đầu nó vẫn còn đây anh em. Đây, vẫn còn. Và sau khi mà đã hồi sinh thì cái gương miệng này nó mất nha anh em. Đó, như nãy mình nói á, cái đây chính là cái Giáp Thiên Thần. Còn đây chính là cái hình ảnh khi mà chúng ta chiến thắng nó sẽ như thế này. Đây chính là cái logo Victory khi mà chiến thắng trên bảng mobile tốc chiến nha. Và tiếp theo nó sẽ hiện lên cái tính từ bên tay trái qua. Thì đầu tiên sẽ là anh em sẽ nhận được kinh nghiệm, sau đó là cái mức độ thông thạo và cuối cùng là tinh hoa lam. Thì cơ bản thì những cái này ở bên phiên bản PC của chúng ta cũng có. Vậy có nghĩa là bên phiên bản mobile, bên tốc chiến thì nó vẫn có những cái như tinh hoa lam để anh em mở hòm hay là mở tướng các kiểu. Và cuối cùng là hình ảnh mà chúng ta kết thúc trận đấu. Khi mà thoát ra cái gì bên ngoài thì nó sẽ có hình ảnh như thế này. Thì cái này không biết có vinh danh hay không,
Thì ở đây thì mình chỉ nhận được một cái video như thế này thôi. Thì sau này có tin tức gì mới thì mình sẽ cập nhật với anh em. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường chân lý của Mobile có thể tham gia vào group, link mình để dưới phần mô tả, vào đó để giao lưu cũng như là có một số cái kết tầm vào ngày thứ bảy. Ok, thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Anh em nào cảm thấy video nó hữu ích thì có thể cho mình một like, một đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý nha anh em. Cảm ơn và tạm biệt anh em.